chị yêu đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng. Thì rất là nhiều chị em hỏi em là ừ em ơi, có dòng sản phẩm sữa rửa mặt BHE nào mà giúp cân bằng cho da nè, giúp giữ ẩm cho da, mà khi mà mình sử dụng một bất kể một cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt nào, nếu mà mấy chị thích những cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt có cái độ mà sạch mạnh ấy, thì da của chúng ta rất là dễ lão hóa, và khi mà mình sử dụng những cái dòng sản phẩm có chất tẩy quá cao thì da mình cảm giác là nó căng này, rất là khó chịu và nó dễ gây ra cái những tình trạng là lão hóa da. Hoặc là đối với những chị em nào thích những cái dòng sản phẩm mà kiểu như là nó có cái độ rửa mặt xong ấy, thì da của mình nó có độ giữ ẩm lại cho da, giúp da đẹp hơn và mịn hơn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người và bật mí cho mọi người về cái dòng sản phẩm rất là hot trên thị trường. Đây là dòng sản phẩm là sữa rửa mặt BHE 5.5. Thì mọi người đã biết độ BH 5.5 nó rất là tốt cho da, và nó giúp cho da là ngăn ngừa mụn nè, ngăn ngừa nám nè, rồi giúp cho da của mình sáng lên và ngăn ngừa tuyệt đối những cái vết thâm nè, rồi giúp cho da của mình được sáng khỏe hơn rất là nhiều. Thì nhờ cái dòng sản phẩm BHE này, đây là cái dòng sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc nha mọi người, chính hãng 100%, nó vừa dịu nhẹ dành cho những làn da nhạy cảm và khó, kiểu như là làn da khó sử dụng sữa rửa mặt ấy, làn da hay kích ứng thì nên sử dụng cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt BHE này, bởi vì nó sẽ cân bằng độ ẩm cho da cực kỳ tốt, bởi vì nó sẽ giúp cho da sẽ mờ đi những cái vết thâm và giảm mụn một cách hiệu quả và trị viêm mụn rất là tuyệt vời. Đối với những anh chị nào đang sử dụng về cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt nào cứ rửa mặt là lên mụn, thì ngay bây giờ hãy dẹp đi cái dòng sản phẩm rửa mặt đó và nhanh tay đặt hàng. Cái số điện thoại bên em là 0355 838057. Cái dòng sản phẩm sữa rửa mặt BHE 5.5 này là dòng sản phẩm siêu hot và sự lựa chọn của tất cả các chị em, những chị em nào ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này một cách an toàn và tuyệt đối, bởi vì cái thành phần của dòng sản phẩm sữa rửa mặt BHE này nó sẽ không gây kích ứng da, không gây làm cho da nổi mụn, cũng như là giúp cho da của chúng ta đẹp hơn, khỏe hơn và đặc biệt là ngăn ngừa đi những cái dị ứng cho da rất là tuyệt vời. Đây là những cái thành phần công dụng của sản phẩm và thông tin của sản phẩm được in đầy đủ trên cái chai như thế này nha mọi người. Đó. Thì nhanh tay đặt hàng để sở hữu một cái làn da đẹp nhất, một làn da tuyệt vời nhất với những thành phần từ thiên nhiên. Và đây là cái dòng sản phẩm được các chuyên gia da liễu nên khuyên dùng, bởi vì cái thành phần này nó sẽ giúp làm sạch rất là sâu và giúp da được loại bỏ những cái bã nhờn, và nó sẽ giảm đi cái lượng điều tiết dầu cho da rất là thích hợp luôn. Hãy nhanh tay đặt hàng nhanh qua số điện thoại hotline là 0355 838057 hoặc là 0773339279 là được đặt hàng nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye. Chuyên sĩ mỹ phẩm nha mọi người. Bên em có số điện thoại hotline nè, mọi người có thể là alo cho em qua số điện thoại là 0355 838057 để được đặt hàng nha. Facebook Trần Thị Alice nha mọi người, đây là cái Facebook chính của bên em về tất cả các dòng mỹ phẩm nha. Mọi người có thể là lướt xuống dưới này nè, đó, để xem rất là nhiều dòng hàng bên em đang được đăng tải, cũng như là bên em hàng đi hàng ngày nha mọi người, rất là nhiều mặt hàng luôn. Thì mọi người có thể xem trực tiếp trên cái Facebook của bên em là này, hoặc là xem qua cái trang Bayer của bên em nha. Ôi, xin chào tất cả các chị yêu nha. Thì mọi người ghé qua cái mỹ phẩm chính hãng Shop Bát Cứng là cái tên cái trang Bayer của em. Mọi người nhấn giúp em một cái lượt thích trang nha mọi người. Sau đó là mọi người sẽ kéo xuống dưới này nè để xem những dòng sản phẩm tại shop bên em đăng tải, cũng như là chị nào mà muốn tư vấn về cái dòng sản phẩm nào thì có thể là liên hệ với chúng tôi hoặc là nhắn tin vào Messenger này. Mọi người sẽ kích vào và nhắn tin cho shop anh em để có người tư vấn và hỗ trợ giúp cho chị em chúng ta đẹp hơn nha. Hãy nhanh tay đặt hàng nha mọi người.